gần một năm rồi mẹ nhỉ. Chắc chị ấy thay đổi nhiều lắm. Trông kìa, dù đã đi cả ngày đường, bắp chị ấy vẫn thẳng mưa thật. Chắc là vừa được duỗi. Thật ra cô ấy chỉ dùng Rejoice siêu mượt, đậm đặc và nhiều kem dưỡng tóc hơn. Tóc vẫn còn thẳng mượt sau khi gội được 8 giờ. Bạn sẽ nghĩ, con duỗi tóc à? Chắc tốn kém lắm. Thưa mẹ, con chỉ dùng dầu gội thôi. Rejoice siêu mượt, tóc thẳng mượt như vừa được duỗi. Mua dầu gội Rejoice 300ml được tặng thêm 100ml.